Bố ơi, bố đâu rồi? Bố đâu rồi? Con trai. Trời ơi, đói quá. Đói á, từ từ kêu cái gì cho ăn. Bố con đâu rồi, con mất rồi. Đây rồi. Ê, bố làm gì vậy? What the fuck? Bố bắt đầu mất mũ. Cái mũ kìa. Bố đi. Hay vậy. Từ từ đây để con đó. Chú không được kỳ á, hư cấu vậy. Hư cấu gì? Phải đi xuống nè, đi chi qua cái lỗ này. Rơi hết cả chuối rồi này. Rơi chuối. Cái răng này của cái ông đừng có nghĩ là ấy, bố đừng có nghĩ là cầm cái chìa khóa là thể giấu được cái gì đó. Bố đang con này quá nhầm. Bố đang cầm chìa khóa làm gì à? Cất đi chứ làm sao nữa, không có để đi lung tung nữa làm sao. Bố cứ cất đi, con đi chỗ khác chơi. Xin lỗi đi. Thôi đừng nhanh quá. Bị hết rồi nhá. À bố hết bị vụ này đúng không? Không rác này. Hết không có đâu. Hôm bữa. Tôi quá đủ rồi. Oh shit. Không. Tôi lại khóa được đâu được rồi. Cái này không khóa được nhỉ? Con thấy được cái này nè bố. Trông đẹp vai. Chỗ này trông đẹp vai. Cái này như nó mới update cái gì đó phải không ta? Bố cho con là... lên xe con có gì không? Con lên xe làm gì đấy? Đề nghị không mò lên xe đâu. What the fuck? Cắm chìa khóa vô cái nào? Đó. Ôi, cắm vô cái nào? Sao lại thế? Sao thằng mẹ tí này lại mở được xe nhá? Bố ơi, ngáo à? Từ con coi cắm ổ khóa vô cái nào. Đây, 8 tuổi không được lái xe kiểu đấy làm ơn. Để bố tìm coi có cái gì. Ô giờ con là con này. Ôi có súng. Dấu. À có cái súng nè. What? Chưa gì lắm. Nhanh vậy. Đợi bật TV lên theo dõi nè màn hình nè. Con vô phòng khách đi. Ở đâu rồi? Ôi mất rồi. Con đi rồi, con đi về nơi xa lắm rồi. Con mất con dấu rồi. Người đàn ông đích thực. No. Cái cây gọi là gì nhỉ? Tự lập. À, bố hay cái này vui lắm. Ra gần chỗ con làm gì? Bố hay cái này vui lắm nè. Đây, con đây. Con đây. Nghe tiếng gì vậy? Nghe tiếng xì. Con đây. Mày đâu? Ai? Đâu? Mày chết đi con. Ui, the fuck. Ôi, tắt không được, what the fuck. Tắt không được này. Sao lại có Vinh xịt cứu hỏa đấy? Ok, vứt cái nào. Chắc cái đấy dùng để khi mà bị đấy gọi là dầu hỏa vào người xong đốt ý, cái cháy thì cái xét tôi vẫn còn ở đây. Còn là đâu cái xét tôi rồi. Rồi vẫn không được rồi. Có cái đồ kẹp nè, kẹp lại rồi. Ủa lấy không được, what the fuck. Ê nào. Ủa lấy không được. Cái gì vậy? Shit. Cái con ngựa rồi. Đừng đâu rồi. No. Ôi chết. Ôi tí lấy giật. Đừng chứ như mặt bố. Soi bắt. Đừng. Soi vắt. Soi vắt. Thì như cái này trả điểm gì cả. Không có hiểu ấy. Hử soi giờ mắt cái bố coi. Soi cái được đâu. Chả làm gì rồi. Ủa bị hư rồi phải không? Từ đi gấp được không ta. Vẫn mày. Rồi đợi hết giờ xong. Bỏ ra. Đợi hết giờ được. Từ để bố đưa con lên lầu nằm. What fucking damn it. Đây tôi chè ơi. Thôi ôi gãy rồi, bị gãy rồi. No, bị gãy rồi. Ôi, con sẽ không làm gì được con nữa hả? Con bị kẹt rồi. Con đi. Ôi con bị kẹt rồi hả? Con đi đâu rồi? Ôi lát hả? Ông đâu rồi? Kìa kìa. Ôi lát hả? Sao thấy ông đưa ông đứng đây nè. Tôi ở đây mà, tôi ở dưới đây cơ mà. Ủa? Ôi lag game rồi. What the fuck? Ông nhìn thấy tôi không? Thấy mà hay đang đứng yên chỗ. No, trời ơi, xanh lè rồi, sao cứu đây? Tôi đi loanh quanh rồi mà, tôi đang đi tít đâu ấy. Chết rồi. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Tại sao lại lag game? Này là đi rồi nhá. Tại sao lại lag game giờ này? Uống đi. Ôi chết cha rồi. No. Sao lag game giờ này? Trời ơi, đứng yên chỗ nè, ông đứng yên chỗ nè. Thuốc đâu. Thôi rồi. Thôi rồi, thuốc nè. No, đừng có chết. Chưa chết. Sao cái này nó không chảy vậy? Ủa, hết rồi không?
bị được không? Sao cái này không cháy nhỉ? What the fuck? No, lắc game rồi. Lắc game không nhìn tôi á? Thấy được. Không nhìn tôi luôn á. Thấy được nhưng mà đang đứng im chỗ, đang bò bò. Làm bò bò á? Ừ. No. Quá, không mệt quá, lấy bố đập bể này đi. Bể kính rồi. Dạ. Bể kính á? What? What? Cái gì bể kính cơ? Cái gì bể kính cơ? No. Cái gì bể kính cơ? Bố lỡ dài. Kính á? À. Bố lỡ dài. No. Quẹt. Fuck. Có tại lát thôi, tại lát lát rồi, đúng không? Lát rồi đúng không? Thấy đứng im chỗ. What the fuck? Bay bay. Tự nhiên còn cái lát rồi. Rồi. Là còn chi hot không? Đang thui. Tôi kính này, bán kính này tôi phải cất mấy cái búa bụng đi, tôi mới thấy nguy hiểm lắm. Còn nhiều cách lắm. Cứ từ từ đi bố ơi, không gì đâu. Không, không, con ạ, con đâu ra đấy, cái những cái chuyện mà những chuyện cái những cái thứ như thế này rất là nguy hiểm, không để cho con nghịch vào đây được. Ok, đóng ra được nha. Một cái này rất là hay. Từ từ. À, cái chìa khóa rồi, cái chỗ quái rồi. Shut. Sao bỏ không nổi ta? Bỏ lên. Sao lại bỏ không nổi đấy cháu? Hết sức rồi. No. 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 Đây đây. Hồi nãy mới thấy ai giấu cái súng đây nè. Đó. Có sức mạnh sao rồi. Sao lại có súng ở trong đấy? Có sức mạnh rồi. Bố, đây đây, đây đây. Đây đây. Ở đây đây. Còn lâu. Bố hay tin bố nghe tin một đứa con 2 tuổi giết người bố chưa? Đây. Đã. Bố sắp nghe rồi đây. Ở đây. God fucking damn it. Bắn headshot. No. No. Ơi, no. Ơi, ơi, ơi. No. Ơi, hết đạn rồi. Không. Ở cha rồi, không có đạn. What the fuck? Hồi nãy như súng này có một viên đạn à. Giờ đúng một tay tay vào được ta đâu. No, hồi lên lầu. Yes. Yes, I'm your father. Lên lầu thiếu gì đồ phải không? Ô đẹp. À, ơ cái chìa khóa gì đây? Oh, oh, dead. Oh, guy dead. Chìa khóa này mở mở cửa dưới được nè. No. Có đang lên lầu kiếm gì đó. Lên lầu làm gì nữa đấy? Đâu rồi? Thằng con đâu rồi? Đưa khẩu súng đấy. Đưa khẩu súng đấy. Ô đây đây. Handsome as his father bây giờ như đẹp trai như bố nó bây giờ. Ê, từ có cái gì đây không? À, vô bố vô đi, con đóng cửa lại. What the fuck? No. À! Tới. Hồi nãy có chat scan này xong rồi có mấy cái ui giời mấy cái đồ này nguy hiểm quá. Không nên để con định cái đồ này. Ở dưới hay trắng tinh màn hình người ta. Sao sao lại trắng tinh màn hình nữa như là sao? Ông bị làm sao đấy? Ông bị làm sao đấy? Ông đâu rồi? Ồ, thôi 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 thôi, cái này không được, cái này không được. Có cái đồ gấp. Rồi, ra đây chơi đồ chơi đi con. Đây bố. Giờ chúng ta sẽ trò tốn tìm nha. Rồi. Đố bố còn thằng ở đâu? Con bất yêu lại chạy đâu rồi? Đố bố còn ở đâu? Bye bye. Ủa xanh lè luôn rồi. Xanh lè rồi. Bố ở đâu? Đừng. Yeah. Thắng rồi. Chơi trò này, trò này chơi ăn da lắm. Trông mới giặt á. Thằng con nó chơi ốp quá. Nó chê cái trò này bữa vãi. Ốp con khỉ. Ốp phay. Đâu có thấy cái trận nào mà thằng con đứa nào được làm con sẽ để ý rằng người đấy thắng. Tùy thôi, tại ông là bố vợ đi. Bố à, ông không đủ tư cách làm bố. À đại ca tôi rồi đây. Bây giờ tôi cho biết thế nào là phải làm bố nhá. Trong này có gì hot không? Xem bố thể hiện này. Đây, đây cứ ngồi đó đi. Tôi chơi piano đây. Teo. Cứ ngoan ngoãn thế có hay không? Ô cái gì đây? Ô đồ chơi mới này con, đồ chơi mới con lại đây. Đâu cái gì đấy? Thôi thôi đừng coi. Cái gì đấy? À ha, con gì này quay lại đây. Mày á bưởi, mày á. Ơ đừng ăn nha. Ơ đừng. No. Lầm lên. Ăn được. Chết rồi. À không ăn được à? Đây con ăn được. Ô ăn được này. Ô thôi. Lầm lại. Ăn được này. Ô ăn được này. Ăn được này. Chết. Ô phê quá. Thôi, vào bếp. Ơi, nó bay vào đây luôn. Thôi. Yeah. Vào bếp lấy thuốc lẻ. Lấy thuốc lẻ. Thuốc. Ê, fuck. Này. Con đâu rồi? Ê, mà hãy còn lại. À, uống thuốc này. Uống đi. Không. Yes. Rồi, đi qua nào. Không, tránh xa lạ. Uống đi. Uống đi. Ông không phải bố thân của tôi. No. Ô sao đếm được? Ở chết rồi. Sao cái này tím, sao tôi lại tím lè rồi này? Giờ tôi thành tím lè luôn này. Ô sao đếm được? À, vẫn chua. Sao giờ tôi lại thành tím lè này? Ê không.
No. Sao? Không được, no. Không được lấy xe. Không. Đây để bố à, cho trừng trị con. Tại sao? Tôi đã làm gì không? Đây. Tôi yêu bầu ghét tôi thế. Ê, lấy được. Từ từ. Ờ, vứt cái nào tao có cái cây play. Vứt. Fuck. Drop là E phải không? Không được. Ê quá. Ủa, drop đồ cái nào? Cái gì? Ông làm gì đấy? Drop đồ cái nào? Vứt đồ á, đang cầm qua không được. Tôi có thể ấn phá được cái cổng này này. Hay không? Holy shit, từ từ. Thôi. 75, 70, 65. Đây đây. 60. Làm nhầm, tôi sẽ phá nát cái này ra. Cái gì vậy? Ô. Có cái cửa chắn ở chỗ này. Ô. Thuốc đâu rồi? 20, 15, 10. Ô, khóa. Con đánh vừa lại ra, à, có khóa đâu. Có khóa đâu. À, khách rồi đấy. Ô. Ai vậy? Ê, có thuốc nè, thuốc nè. Đâu rồi? Đâu. Uống lẹ, uống lẹ. Ha. Ê kìa, đây có thuốc không? Ô. Có phải thuốc không? Phải, phải. Phải thuốc không? Cái này giả hương. Cái này thuốc à? Ô. Cái này giả hương con ơi. Đừng xài. Đừng. Đừng xài. Ôi, hồi. Con uống xa hương. Con lên đây tắm rửa đi. Đâu này? Con vô đây tắm nè, con vô đây tắm rửa, vô đây. Tôi ở đâu ở đây? What the fuck? Đâu rồi? Đâu rồi? Ở đâu rồi? What the fuck? Tức là ở trong cái nhà vệ sinh ấy có một cái ống dẫn lên một cái tủ mà chỗ ông để cái đồ như đồ giấu này tôi không uống được ấy. Tôi uống được. Bự. Thế tôi bảo cái thằng trẻ con trong cái game này nó điêu mà. Rồi xin. Mày móc chơi hai bố. Tôi có cái này rồi, không sao. Xin. Đây. Sao? Giờ speedrun nha, nó coi chết nhanh không? Speedrun rồi mới rồi chứ, what the fuck? Speedrun, vô nhà bếp, bếp lẹ, vô bếp lẹ. Chạy xa ra. Chạy không chạy nổi. Chạy xa ra. Chạy không nổi. Hello. Hello bố. Hello. Đâu nước đâu rồi? Ê, đứng. Thôi. Sao ra? Làm người, uống rồi, hí hí. Fuck. Đừng. Tại sao? Khóa đây. Ê. Khóa. Oh no. Shit. Khóa đây, ok. Oh. No. Yeah. Oh yeah. Bố khóa đây, con đi tìm đường cứu nước đây. Con tìm đường cứu nước bây giờ chứ. Yeah. Đây. Chuẩn. Yeah. Ôi nhìn nè. Ôi what the fuck. Ôi nhìn nè. Nhòm. No. Ông chơi cái này, đâu chơi cái này. What the fuck. Đây, đây tên là cái cây. Cái cây Ôi, chơi cái này điêu. Chơi cái này thì chơi. Ô, tôi lại bị đen xì rồi. Tôi bị đen xì rồi. What the fuck đen. Hết chưa? À không, không có gì, không có gì. Tôi ra rồi. Ok, em mai. Con cứ chơi ngoan ngoãn trong phòng đi. Trời ơi, bố thưởng cho. Ừ, đúng rồi, bố sẽ thưởng cho rồi đó. Từ. Ủa, cái cây đâu rồi? Ủa, cái cây đâu? Ông đã vào đấy rồi để ông kiếm cái cây ông bắt tôi thì xin lỗi nhé. Cái cây đâu? What the fuck? Tôi là một thằng đàn ông trưởng thành nhá. Ông biết á, là cái cây á. Lập nhá. Chết rồi. Tôi sẽ đi làm tìm đường cứu nước nhá, hiểu không? Chết rồi. Ông đúng mọi người tôi được không? Chết rồi. Cái cây đâu? Fuck. Cây nào? Giấu nè, còn giấu đúng không? Cây nào? Có đâu, có giấu gì đâu, bố cứ nhầm con làm gì nào. Còn lại đây. Còn lại đây. Fuck. What the gì đâu? Cái cây đâu rồi? What the fuck? Rồi. Rồi. Rất là mờ ám. Where are you? No. Where are you? No. Ơ, thuốc đâu rồi? Vãi, game hư gấu rồi. Con lên xe hả? Vãi xe. Vãi xe. Đây nè. Thuốc đâu rồi? Sướng quá. Con chết luôn đi. No. Chết luôn đi. Đâu, tránh xa đi nào. Tránh xa đi. Không có thuốc. À, tay cây. Ăn đi, ăn đi. Ui, đâu rồi? Ăn đi. Ăn chuối nè. Cái này thì chỉ có chết thôi. Riêng cái vụ này chọc vào đây phát là chỉ có chết thôi. Ăn đi con. Chống được đâu, con đừng có mơ. Ăn này con à. Còn lâu, cái hết đấy không có giải quyết được cái gì đâu. Hết bệnh rồi. Nhìn lại đi. Cái gì à? Cái này làm gì? Đây. Ôi, thùi ôi. Ghost Rider. Ghost Rider, Đâu rồi. Chạy nhanh vừa. Chạy nhanh vừa lên luôn.
Ghost Rider. What the fuck? Oh no. Ghost Rider. What the fuck? Oh god, why? Tại sao? Ôi gì Desi, chạy Desi giống kinh ai trong phim. Em bé BBQ. BBQ. BBQ hả? BBQ. Má còn cháy nữa kìa. Bắt Desi kìa, trong kinh. Còn Rematch. Tôi đang cố tìm xem còn cách nào chết nữa không. Lu Bakashi. Ăn kinh này rồi cháy rồi các kiểu rồi thì hình như chả còn gì nữa. Đây, còn những cách làm từ đi. God. Bố đừng có khóa nữa. Đừng có bao giờ ý nghĩ đó. Con không thích. Một người độc tài Hitler. Con rất rất tiếc con ở cái gì ra cái đấy. Đấy, sau đây là bài văn con tả về bố. Bố con có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng. Bố con là một người Hitler rất là độc ác trong nhà. Bố con bạo hành gia đình, bạo hành vợ tụi lên hết. Này nó cái thứ. Ê, ê. Thôi nào, lại không ăn cái này nữa. Nhóm 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 nhóm. Chết cái này bình lắm. Ê, bấm này thôi, gì ghê vậy? Gì ghê ở cái dao đâu rồi kiếm cái dao. Không có hả? Ông chơi kiểu quá là. Đây, ăn đi. À, ăn thì ăn gì. Có gì đâu. Trời ơi. Lại sạch sẽ làm đẻ. Bé còn lên. Con dai rồi, có gì đâu, đúng không? À. Ông lại leo đây, ông làm gì đây? Ông làm cái gì đây? Đã, ok đẹp. Ok đẹp. No. No. What the fuck? No. Còn muốn tắm mà cái gì? Con 10 ngày như tắm rồi đó. Bố ác vờ lờ ra. Ác cái gì mà ác? Đó. Vờ lờ. Thôi anh. Thôi anh. Thôi anh. Ôi. Ồ, hết xanh lèo. What the fuck? Thôi anh. Đi ra ngoài. Ok. À. Có gì ở đây không? Con cái kiểu rất là. Tầm nhìn không được. Ồ, có cái này nè. Ồ. Không. 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 Smoke weed, smoke weed every day. Oh. Chạy. Mày bị khiêu đúng nghĩa luôn. Đen thui luôn kìa. Đen thui phải không? Đen thui luôn. Đen thui đúng nghĩa luôn. Chơi này sao? Đó đây quýt rồi. Mũ đen đây quýt. Ok. Bye bye nha. Bye bye mọi người nha. Ok. Bye mọi người nha.